Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng con và nó thôi nếu nó nghe con thì con lợi được người anh em nếu nó không nghe con hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng nếu nó không nghe họ hãy trình với cộng đoàn và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy Đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy thì thầy ở giữa những người ấy đó là lời chúa Thương bạn chị em, dựa vào sứ điệp lời Chúa mà chúng ta vừa nghe Và cùng với tiểu sử cuộc đời của Thánh Clara mà chúng ta mừng kính hôm nay Con xin chia sẻ với ông bạn chị em về đề tài giúp nhau nên Thánh Thương bạn chị em, trong cuộc sống dù là người có niềm tin có, có tôn giáo hay là không và dù thuộc bất cứ tôn giáo nào ai ai cũng đều được dạy phải sống tốt lành thánh thiện chẳng hạn như ca dao việt nam có câu như thế này ai ơi ăn ở cho lành tu nhân tích đức để dành về sau Hay là anh em Phật giáo có truyền lời Phật dạy như thế này Phật dạy chúng ta thân làm việc thiện Miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện Để luôn có được sự sống tốt đẹp Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta Anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đứng hoàn thiện Dân thương bạn chị em Sống tốt lành thánh thiện là bổn phận của những ai muốn sống nên người Riêng đối với người công giáo của chúng ta Đối với những khi tô hữu Chúng ta không chỉ có bổn phận sống tốt lành thánh thiện Mà chúng ta còn có trách nhiệm phải giúp nhau nên thánh, sống thánh nữa. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta cách thực thi trách nhiệm giúp nhau nên thánh bằng những cách sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta phải giúp nhau nên thánh bằng việc tha thứ và sửa đổi lỗi lầm cho anh em thương bạn chị em đã là người chắc chắn không ai là không có những lỗi lầm không nhiều thì cũng ít không nặng thì cũng nhẹ ai cũng có những lỗi lầm và khi phạm những lỗi lầm thì ai cũng mong muốn được người khác tha thứ cho mình những lỗi lầm đó và mong muốn mình được người khác chỉ dẫn sửa đổi. Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay dạy chúng ta, dạy các môn đệ của Chúa hãy biết sửa lỗi cho anh em của mình. Đồng thời, Chúa nói rằng Chúa trao quyền cầm buộc cho các môn đệ, nhưng mà rồi Chúa không phải dạy các môn đệ cứ bám rít vào cái chuyện cầm buộc mà hãy biết tháo cởi ra tức là phải biết tha thứ cho anh em của mình tha thứ đồng thời phải biết chỉ dạy anh em của mình sửa đổi chỉ dạy một cách từ từ chỉ dạy một cách tế nhị đó là nhiệm vụ của những người môn đệ chúa phải biết tha thứ và sửa lỗi cho nhau giúp nhau sống tốt lành hơn và cách thứ hai chúa giêsu cũng dạy đó là chúng ta phải giúp nhau nên thánh bằng việc hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện chúng ta không ai là một hòn đảo chúng ta không sống đơn lẻ mà trong cuộc trần này chúng ta sống cùng và sống với người khác cho nên chúng ta phải biết hiệp nhất với nhau mà hiệp nhất với nhau giữa những người con cái chúa là hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện để rồi qua cái đời sống hiệp nhất cầu nguyện của cộng đoàn chúa ở giữa cộng đoàn và làm cho cộng đoàn trở nên thánh thiện chính vì ý thức được điều đó cho nên thánh nữ clara khi mà nghe Thánh Francisco giảng dạy thì thánh nữ đã Quyết làm theo lời dạy của thánh Francisco và đi theo thánh Francisco để sống theo nếp sống mà thánh Francisco chỉ dạy. Dù gia đình có phản đối, thánh nữ cũng quyết dâng mình cho Chúa. Và rồi khi đủ 18 tuổi thì thánh nữ đã đi theo thánh Francisco không chỉ đi một mình Thánh nữ còn mời gọi em mình Mời gọi các chị em phụ nữ khác Cũng gia nhập vào nếp sống của mình Và rồi cộng đoàn đó từ 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 lớn mạnh Trở thành một cái tu hội Được gọi với tên gọi là Các chị em hèn mọn Dưới sự hướng dẫn của Thánh Phanxicô Cô dưới sự điều hành ân cần và khôn ngoan của thánh nữ Clara, mọi thành viên trong tu hội ngày càng thăng tiến trên con đường thánh thiện và, và đặc biệt là ai nấy đều cảm thấy có được niềm vui vì được sống gần Chúa. Vâng, thương bạn chị em, mỗi người chúng ta sống trong cuộc trần này, chúng ta không chỉ có bổn phận sống nên thánh, sống thánh thiện mà chúng ta còn có trách nhiệm giúp nhau nên thánh nữa. Và lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho chúng ta cách giúp nhau, trước hết là tha thứ và sửa đổi lỗi lầm cho anh em của mình. Cái thứ hai, chúng ta phải góp phần làm cho cộng đoàn chúng ta đang hiện diện trở thành cộng đoàn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Nếu như chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ giúp nhau nên thánh thiện Và đến đây con xin dừng lại Để chia sẻ với ông bạn chị em một vài suy nghĩ Chúng ta không nên thánh một mình Mà chúng ta nên thánh cùng với anh chị em của mình Và chúng ta có trách nhiệm giúp nhau nên thánh đó là sứ điệp lời Chúa gửi đến chúng ta Vậy thì chúng ta thử hỏi chúng ta làm gì và đã làm được gì để giúp nhau nên thánh chúng ta đang trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid bỏ qua những cái suy nghĩ tiêu cực đi nghĩ đến những cái suy nghĩ tích cực thì chúng ta thử hỏi coi chúng ta có biết tận dụng thời gian này để giúp nhau hay không chắc chắn rằng đa phần trong anh chị em chúng ta những ngày này nhiều giờ ở với gia đình lắm vậy thì chúng ta có biết nhắc bảo con em của mình những cái điều tốt những cái nhân đức tốt cần phải làm hay không nhiều khi chúng ta đi làm chúng ta quần quật với cuộc sống chúng ta quên chỉ dạy con em của mình thì chính lúc này đây chúng ta có giờ có dịp để chỉ dạy con em của mình một cách đầy đủ hơn rồi một cái nữa có nhiều giờ ở với gia đình anh chị em có quay quần lại với nhau để cầu nguyện hay không mỗi ngày đều có những cái thánh lễ trực tuyến anh chị em có mời gọi nhau Ngồi lại để cùng nhau Tham dự thánh lễ trực tuyến hay không Rồi sớm chiều có nhắc bảo nhau ngồi lại để đọc kinh cầu nguyện với Chúa sáng chiều hay không? Trong bài đọc một, thương bạn chị em nói về cái kết của cuộc đời ông Môi Sen. Ông Môi Sen khi kết thúc cuộc đời, ông cảm thấy mãn nguyện mãn nguyện không phải vì mình đã đưa được dân chúa vào trong vùng đất màu mỡ bởi vì ông chưa có đưa được dân chúa vào trong đất hứa mà còn ở bên kia sông dọc đan nhưng ông mãn nguyện vì cái gì ông mãn nguyện vì đã làm cho một cái dân thờ đa thần bây giờ chỉ thờ một mình chúa mà thôi gọi là dân thánh của chúa ông đã làm cho dân chúa trở thành dân thánh dân thánh của chúa chứ không phải là những gì ông đã làm cho dân chúa về vật chất của cải anh chị em chúng ta cũng vậy chúng ta đừng có mãn nguyện khi chúng ta để lại cho con cái nhà cửa xe cộ vật chất mà hãy mãn nguyện khi chúng ta làm cho con cái của mình được nên thánh Cái đó chúng ta mới đáng mãn nguyện Ước mong mỗi người chúng ta ngày hôm nay Sống sứ điệp lời Chúa Và theo gương của thánh nữ Clara Biết giúp nhau nên thánh Giúp những người trong gia đình của mình Giúp cho sớm làng những người chúng ta tiếp xúc Được nên tốt lành thánh thiện với lời nói và gương sáng của mình amen